Thưa quý vị, thống kê từ các địa phương từ đầu năm cho tới ngày 21 tháng 6 vừa qua, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại gần 1.800 hộ của 94 xã, 11 huyện, thành phố. Tổng số lợn mắc bệnh bị chết buộc phải tiêu hủy là gần 5.800 con, trọng lượng là trên 272 tấn. Tại Lạng Sơn, từ cuối tháng 5 năm 2024 cho tới nay, dịch tả lợn châu Phi đã có chiều hướng lây lan nhanh. Một số huyện dịch đã xảy ra ở tất cả các xã. Để tăng cường ngăn chặn, phòng chống hiệu quả, không để dịch bệnh tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai cấp bách, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch, lấy mẫu giám sát để kịp thời xác minh dịch bệnh, hướng dẫn người dân phòng chống dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Cơ quan chức năng kiểm soát chặt hoạt động giết mổ, vệ sinh thú y tại các chợ buôn bán, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, kiểm tra lợn giống bán tại các chợ, nhất là con giống vận chuyển từ các tỉnh, thành phố khác đến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngoài Lạng Sơn thì một số địa phương khác như là Tuyên Quang, Quảng Ninh, bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng đang diễn biến phức tạp. Tính đến nay trên địa bàn Quảng Ninh với 6 trên 13 huyện, thị xã, thành phố có dịch. Để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan, Quảng Ninh dự kiến thử nghiệm vaccine dịch tả lợn châu Phi từ tháng 7 năm 2024. Vâng, thưa quý vị, là tỉnh Đồng Nai nhiều năm qua được ví như là thủ phủ chăn nuôi với sản lượng gà, vịt và đặc biệt là lượng lợn luôn lớn nhất của cả nước. Sau công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều biện pháp khẩn trương ứng phó với dịch bệnh ở trên đàn vật nuôi. Ngoài tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý nguồn gốc an toàn thực phẩm, các loại thịt gia súc gia cầm, thành phố Biên Hòa còn có các kế hoạch về vệ sinh tiêu độc khử trùng tại những khu vực có nguy cơ cao, gồm chợ buôn bán động vật sống, khu nhốt giữ động vật. Việc phun khử trùng sẽ được thực hiện khi nơi buôn bán được vệ sinh cơ bản như quét dọn, cọ rửa và hạn chế có người tại khu vực. Công tác về phòng chống dịch, hưởng ứng với địa phương thì vừa rồi cũng có cái lịch của phường và phối hợp với phòng chống dịch thành phố Biên Hòa để mà thực hiện cái phun khử khuẩn tại khu vực chợ Tân Biên thì là rất là thiết thực. Về mặt chợ thì cũng có rất là tuyên truyền thường xuyên và đưa vô cái nhiệm vụ là hàng tháng, hàng kỳ. Mỗi cộng tác viên ở trạm sẽ được bố trí phun xịt khử khuẩn ở tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Thời điểm phun xịt ngược với giờ họp chợ, đối với chợ đêm sẽ phun ban ngày và đối với chợ ngày sẽ phun vào buổi chiều tối để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tiểu thương. Thuốc được sử dụng phun xịt là Bencoxit. Loại thuốc này còn có khả năng khử cả virus corona của dịch COVID-19. Dự kiến sẽ chỉ đạo của Ủy ban Nhân phường Tân Biên là sẽ phun xịt 3 chợ. Thứ nhất là chợ Tân Biên gọi là chợ đêm. Thứ hai là chợ sạch phường Tân Biên và một cái chợ phát sinh gần công viên 30 tháng 4. Bên cạnh công tác tiêu độc khử trùng, các phòng ban đơn vị chức năng của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng tuyên truyền cho các hộ kinh doanh buôn bán không cho sản phẩm gia súc gia cầm chưa qua kiểm dịch của cơ quan thú y lưu thông tại các chợ, nhất là chợ đầu mối. Vận động ban quản lý các chợ chủ động khử khuẩn ít nhất mỗi tuần một lần để dịch bệnh không phát sinh và lây lan. Theo thông tư mới này, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thay vì cấp thẻ căn cước công dân, người dân sẽ được cấp thẻ căn cước. Bà con hãy đến trụ sở công an các xã, phường để được hướng dẫn đăng ký mẫu căn cước mới. Thông tin liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin trước và trong ngày 1 tháng 7 để quý vị khán giả và bà con tiện tham khảo. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết, gần đây thì bệnh viện tiếp nhận điều trị cho nhiều người cao tuổi bị trầm cảm. Phần lớn họ được đưa vào viện khi mà đã ở mức độ nặng do bị bệnh thời gian dài mà không hay biết, khiến cho việc điều trị gặp khá nhiều khó khăn. Cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, chán nản, mất ngủ trong một thời gian dài. Đặc biệt khi gần đây tình trạng của người chồng không may bị tai biến nhiều năm, diễn biến xấu đi, bệnh nhân này đã được đưa vào Viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai điều trị với chẩn đoán trầm cảm nặng. Bồn chồn khó chịu, không ngủ được. Ông chồng bị tai biến, không biết gì, suốt ngày phải hầu ông và chán lắm. Đây cũng là tình trạng của nhiều người già trầm cảm,
Thậm chí có bệnh nhân vào viện trong tình trạng buồn chán và muốn chết. Dần dần bệnh nhân trở lên là mệt mỏi, buồn chán, bi quan, hay suy nghĩ tiêu cực. Kèm theo đó là bệnh nhân than phiền nhiều các triệu chứng cơ thể, các đau đầu này, hay là bụng khó chịu vùng bụng. Thì bệnh nhân đã được chúng tôi khám và cho vào viện điều trị, làm các thăm dò và đã được chẩn đoán là bệnh nhân giai đoạn trầm cảm nặng và với các triệu chứng loạn thần, là bệnh nhân này có cả ý tưởng tự sát và có các cho rằng mình có tội lỗi với các con. Khác với người trưởng thành, trầm cảm ở người cao tuổi không có các triệu chứng nổi trội mà chủ yếu là những than phiền của họ như mệt mỏi, chán nản, đau nhức cơ thể, vì vậy rất dễ bị bỏ qua. Là mình hay quan tâm đến các bệnh lý cơ thể nhưng lại không để ý đến vấn đề về cảm xúc của người bệnh và dễ bị bỏ sót. Khi mà bỏ sót, nếu như mà mình không điều trị thì là cái hậu quả của nó cũng rất là lớn. Cái cảm xúc của người bệnh nó tiêu cực để dẫn đến là các cái yếu tố suy nghĩ tiêu cực, có thể có hành vi tự sát, và tỷ lệ tự sát ở người cao tuổi cũng lại là cao. Có những gia đình họ neo người nên là họ môi trường sống của họ nó sẽ cô đơn hơn, ít người để nói chuyện hơn, cho nên là họ có ít có cái cơ hội để họ trải lòng mình, hoặc là ít có những cái thời gian, những cái môi trường để họ có thể tâm sự. Đây là họ có những cái xu hướng tự buộc tội mình, tủi thân, cô đơn và dần dần là thu mình lại, ít nói chuyện với mọi người xung quanh. Các bác sĩ khuyến cáo những gia đình có người cao tuổi khi thấy người thân thường xuyên than phiền mệt mỏi, các rối loạn liên quan tới cơ thể như đau bụng, đau dạ dày, đau đầu chóng mặt nhiều hoặc tình trạng lo lắng bất an, đi khám không phát hiện bệnh gì thì cần đưa người cao tuổi đến các chuyên khoa tâm thần để thăm khám, phát hiện và điều trị sớm, tránh hệ lụy đáng tiếc do trầm cảm lâu ngày gây ra. Cũng liên quan tới lĩnh vực thủy sản, trong 5 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu tôm sang 103 thị trường, mang về 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực khi tình hình kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi, lạm phát vẫn cao. Theo VASEP, 5 tháng đầu năm 2024, sản phẩm tôm chân trắng xuất khẩu chiếm giá trị lớn nhất với 931 triệu đô la Mỹ, tiếp đến là tôm sú với 159 triệu đô la Mỹ và tôm khác với 208 triệu đô la Mỹ. Về thị trường, Trung Quốc và Hồng Kông là thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, đạt 260 triệu đô la Mỹ, tăng 21%, đứng sau là Mỹ với 229 triệu đô la Mỹ, Nhật Bản với 183 triệu đô la Mỹ. VASEP cho rằng các đơn hàng từ EU và Nhật Bản dự kiến tăng trong quý 2 năm nay, nhất là thị trường EU có dấu hiệu thấy nhu cầu tăng, đặc biệt với các sản phẩm tôm có chứng nhận. Thưa quý vị, là trước tình trạng tôm hùm đất đang được nhập lậu và bán tràn lan trên các chợ mạng, Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 2842 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc là tăng cường kiểm soát loài có nguy cơ gây hại này. Công văn của Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan, đội kiểm soát hải quan phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu tôm hùm đất, kịp thời đấu tranh ngăn chặn đối với các hành vi vận chuyển trái phép các mặt hàng này vào Việt Nam. Theo các chuyên gia thủy sản, tôm hùm đất có thể trở thành đại họa cho ngành nông nghiệp bởi tập tính của chúng là sống bò đáy, thích đào hang, ưa tối, chuyên hoạt động về đêm. Chúng có thể đào hang trú ẩn sâu 100 đến 200 cm, sống được cả dưới nước lẫn trên cạn và chịu được nhiệt độ là 0 đến 37 độ C. Loài tôm này vừa phá hại lúa, kênh mương, tiêu diệt tôm bản địa, vừa có thể là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật, kể cả con người.